Vâng, xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, shop tiến hành gửi hai chiếc xe đạp cho anh Sabando ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, anh Sabando là một chuyên gia đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, anh đã truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com để tìm hiểu về chiếc xe đạp Saba đang có tại Việt Nam. Anh đã rất yêu thích thương hiệu này bởi thương hiệu này rất nổi tiếng thế giới, đặc biệt ở châu Âu và châu Mỹ. Anh rất là thích hãng thương hiệu Saba bởi chất lượng cũng như là kiểu dáng rất là đẹp. Và khi anh truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com để tìm đến chiếc xe đạp này, thì anh cũng chia sẻ anh rất là thích chiếc xe đạp này. Và trên web của shop thì đưa thông tin chiếc xe đạp Saba rất là chi tiết. Và rất là chi tiết nên anh là cũng chat với bên shop. Và anh hẹn ngày 29 tháng 9 vừa rồi là để ra Hà Nội du lịch, cũng đồng thời là ra xem xe luôn. Vâng, anh cùng một người bạn đã ra xem xe tại shop và anh đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, anh cũng chia sẻ là anh rất thích group đồ Shimano Ultegra R8000 đang có tại ở chiếc xe đạp X3. Nhưng mà anh bảo là có chuyển sang được xe Savaro 6 không? Nhưng mà shop cũng chia sẻ đây là hãng Sava thì xe nhập nguyên chiếc nên là không thể thay đổi đồ được. Đây là group chung rồi. Nên là khi anh trở lại thành phố Hồ Chí Minh là anh đã quyết định mua hai chiếc xe đạp R6 đây. Và anh và cùng một người bạn của anh rất thân thiết. Người anh bạn của anh cũng đã đặt thêm một chiếc nữa để hai anh cùng tập thể dục. Đây bạn thấy là có hai phiếu bảo hành mà nhá. Chỉ có một phiếu gửi, và hai tem dán đây. Đó. Hãng Sava thì là hãng nổi tiếng thế giới rồi. Tới đây shop sẽ đưa một số và rất là nhiều các thông tin về chiếc xe đạp này ở các nước châu Âu để bạn theo dõi. Và bạn đừng quên đăng ký kênh, chắc chắn bạn sẽ nhận được những video đó đánh giá những sản phẩm của người nước ngoài, bởi người nước ngoài cũng rất là yêu thích những dòng xe đạp nổi tiếng như này. Và nhiều video suốt đưa lên thì cũng không có thời gian để dựng xe nên để cho các bạn xem đầy đủ các màu của xe, chiếc xe đạp R6.0 này được. Nên là bạn truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com thì bạn sẽ tìm được nhiều màu, đủ màu, nhiều đủ size trong đó bạn nhé. Và trở lại với anh Sabando, anh đã mua hai chiếc xe đạp Savaro 6 rất đẳng cấp ở đây. Vâng, và số cũng tặng anh đồng bộ luôn hai chiếc chân trống, hai bộ gọng bình nước và hai chiếc chân trống chuyên dụng bắt cho xe carbon bạn nhé. Chân trống rất đẳng cấp và đắt tiền, hai bộ bình nước cũng rất là đẳng cấp, hai chiếc đèn còi, đèn siêu sáng, số bán thì rất là nhiều cái dòng đèn này luôn. Đấy, có những thời điểm cháy hàng luôn. Và đây là một chiếc thứ hai. Vâng, và hai chiếc đèn chip. Đấy, số cũng đã test kiểm tra sẵn sàng hết. Và khách hàng nhận được thì cũng dùng được ngay. Vâng, và bây giờ trở lại với anh Sabando. Đây là hai chiếc xe đạp mà anh đã đặt bên shop là hai chiếc R6. Vâng, shop cũng sẽ mở hàng ra để kiểm tra hàng cho anh. Sau khi anh trở về thành phố Hồ Chí Minh thì anh đã đặt hàng bên shop và chuyển tiền cho bên shop luôn, không còn vấn đề gì lăn tăn cả. Và cũng rất là tin tưởng shop. Đó. Và bạn đừng quên đăng ký kênh bạn nhé. Hoặc gọi điện cho shop, chắc chắn bạn sẽ mua được những chiếc xe đạp như ý. Đó, đây là một chiếc xe đạp R6 màu ghi đỏ. Và đây là chiếc xe đạp R6 màu đen đỏ. Và mình sẽ mở hai chiếc một lúc luôn bạn nhé. Và qua những tin nhắn anh làm việc với bên shop thì shop cũng đã bán rất là nhiều xe cho rất là nhiều khách hàng nước ngoài. Shop thì có thể giao dịch được với nước ngoài. Mình thì không chuyên về tiếng Anh nhưng mà sẽ có bạn chuyên tiếng Anh sẽ giúp đỡ bạn bạn nhé. Như bạn nhìn thấy đó là đây một chiếc xe đạp Savaro 6 full carbon, full Shimano 105 R7000, một rút rất đẳng cấp. Và đây là chiếc màu đen đỏ bạn nhé. Đây, nước sơn công nghệ ô tô rất sáng bóng. Từ những đệm cổ đến phô tăng đều bằng carbon 100%. Xe chạy group Shimano cực kỳ chất luôn. Không những ở Việt Nam đang ưa chuộng, rất ưa chuộng mẫu xe đạp này.
bởi chất lượng, kiểu dáng, giá thành rất hợp lý. Và các nước châu Âu cũng đang rất yêu thích chiếc xe đạp này luôn. Đây, chiếc thứ hai màu ghi đỏ. Đây bạn nhé. Đó. Xe này thì có rất là nhiều màu và nhiều size. Có tới 5 màu và 3 size. Đấy. Bạn có thể truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com, tìm với từ khóa RO 6.0. Bạn sẽ tìm được chiếc xe theo màu bạn thích. Vâng, đây model RO 6.0 được ghi đây bạn nhé. Đây hai anh này là đặt là hai chiếc size 48, mình sẽ kiểm tra luôn. Đây, bọc rất chắc chắn, rất khó tìm. Đây, chiếc size 48 bạn nhé. Xe này thì có size 48, 50, 52. Vâng. Bạn đến với shop xe đạp thể thao biết chúng con, bạn cứ đưa những yêu cầu, shop sẽ đáp ứng được bạn hết. Và đặc biệt sẽ tư vấn cho bạn rất là chuyên sâu. Đó. Đây là một chiếc đen đỏ size 48 này. Đó. Hai chiếc luôn. Đúng là một cặp khách hàng, một chuyên gia người nước ngoài đánh giá xe đạp thể thao, xe đạp Đức này rất cao và sẽ mua ở Việt Nam luôn như thế này. Và bạn đến với xe đạp thể thao vip.com, chắc chắn bạn sẽ mua được những chiếc xe đạp như ý, không những mua cho mình, mua cho người thân và bạn bè được luôn. Rồi một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Shop sẽ tiến hành gửi chiếc xe đạp này cho khách được luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.